là Hòa với lại ai ấy nhỉ? Hai bạn nộp muộn. Đó là Hòa. Cô cũng unrandom nên không ngờ lại là hai bạn nộp muộn. Hòa với ai đấy? Nói chung là bài của chúng mình cái phần dịch thì cô chỉ giữ cái phần trước phần dịch thôi, còn phần key đáp án của các bài task thì cô sẽ gửi cho chúng mình sau, bao gồm hai bài. Ồ từ từ đã anh Ninh ơi, bình tõm, đã thuyết trình đâu mà đã slideshow lên rồi, đợi một tí. Cái bài dịch chúng mình dịch ra rất là ok la rồi, cô đọc rồi và thấy rằng là chúng mình cũng đã biết cách là kiểu từ nào mà chúng mình cảm thấy rằng là khó quá các bạn bỏ qua. Ở trong cái bài unit 2 của chúng mình cũng sẽ có một cái đoạn mà sáng nay Hiếu hỏi tôi là không biết dịch như thế nào cho nó hay, thì cô cũng ngồi cô suy nghĩ, tại vì lúc đấy thực ra là cô không tập trung. Thế nên là cô cũng nghĩ đến cái bối cảnh để đặt nó vào thôi, cho nên là tí nữa cô sẽ nhờ Hiếu nhá, Hiếu dịch lại cái bài đấy, cái bài hôm qua từ đã slide gì đấy à Hùng ơi. Ok cô. Tí nữa Hiếu sẽ dịch giúp cô cái bài phần cô giao về nhà của cái unit 2, mặc dù là unit 2 cô hôm qua cô mới giao nhưng mà chúng mình cũng đã có 19 trên 46 con người. 19 người chăm chỉ nộp bài cho cô rồi, vừa nãy nhìn qua thì là 18 giờ thành 19. Thì cô sẽ return lại Đợi bài cô cho 19 bạn này, xong rồi. Xong rồi đến đến buổi sau tức là ra Tết tất cả lớp nhé. Chúng mình chỉ học đến buổi ngày hôm nay thôi, xong rồi ra Tết chúng mình mới học tiếp. Thì các bạn sẽ trả bài cho cô cái phần dịch và bài bài tập của phần unit 2. Nói chung là đúng nhỉ? Ừ, thôi cũng được. bạn cô ơi, cô ơi, bạn cô ơi. Ôi. À, dạ, em mới chuyển đến lớp tiếng Anh chuyên ngành từ CT06 sang CT02. Không, từ cô nhớ rồi, cô nhìn thấy cái tin nhắn của em rồi, xong rồi cô vào team cô lại quên mất công check phần chat. Quốc Trung đúng không? Bạn Nguyễn Đức Trung ạ. Nguyễn Quốc Trung. Sao lại chuyển lớp ấy? Sao lại được À, chuyển lớp? dạ, lúc ấy à, nó vẫn còn thời hạn đăng ký mà. Sau em Có gì? làm đơn em gửi cho cô chủ nhiệm ạ. Ồ. Nghĩa là em học lớp kia mấy buổi rồi, sau sau đến tuần này em chuyển sang lớp này, Why? Tại sao? em chuyển sang Không lớp lịch. kia. À thì tại kiểu em đăng ký ký thực tập ở trường thì nó đăng ký buổi sáng ấy, thì em phải đăng ký buổi tối thì nó với không trùng lịch ấy. Thì cứ nói là trùng lịch. Ok, đợi cô À xíu. vâng thì Để cô xin thông tin của bạn Quốc Trung các lớp nhé. Đợi cô một xíu xíu. Một xíu. Ê, toàn quên là danh sách của lớp mình để đâu. Đây. Quốc Trung đọc cho cô đọc cô. thêm giờ đi cô. Sao? Để đấy có sao đâu. Hay thật. Mã sinh viên Quốc Trung À, CT0200. mã sinh viên là CT0202, à CT020244 ạ. 244 là gì? Đọc cho cô ba số cuối rồi là được, còn mã của các bạn thì ai chả là 020 với lại 22 cái gì 040. Vợ 244 ạ, 244. Rồi ok, Nguyễn Quốc Trung đúng không? Lớp CT2B ạ. B. Buổi ngày hôm nay là buổi thứ wow. Thứ 4 ạ. Thứ Con này. 4. Hôm trước Đúng. cục kiểm danh chúng mình không ấy nhỉ? Có chứ nhỉ? Có ạ. Rồi xong cái bài, cái danh sách điểm danh của cô nó bay đi đâu rồi? Hôm trước là hôm 17, cô có điểm danh mà. Hỏi xong nó không lưu rồi cả lớp ơi. Hôm trước có những ai nghỉ ấy nhỉ cả lớp nhỉ? Ở đây có hôm trước ai nghỉ không? Cái điểm danh dở hơi này nó không có lưu. Thôi được rồi, phần này hỏi bây giờ. Cô để là cách nào để có thể lấy lại được cái bản cũ của mình? Không lấy lại được à? Sao? Cô xem lại gì có. Ừ nhờ. Thôi rồi. Cô xem lại quát xong cô điểm danh sau vậy. Sao chúng mình điểm danh sau khi mà các bạn thuyết trình xong thì chúng mình điểm danh nhé, hay điểm danh luôn nhỉ? Xem bao nhiêu bạn dư rồi. 45. 45 trừ đi cô là còn 44, vậy là còn thiếu hai bạn nữa. Thế thôi chúng mình điểm danh luôn đi nhỉ.
điểm danh đi cho các bạn thuyết trình cho nó thoải mái. Hôm nay ngày 19 tháng 1. Rồi, cô đổi filter khác được không? Sao? Why? Trông sợ quá cô. Hay là cả lớp bật cam lên xong rồi để filter giống cô nhỉ? Tưởng muốn mà được à? Đâu để tôi xem nào, có cái filter nào không? Filter khác. Filter xinh này không thích. Muốn nào? Ôi giời, nó không load được nữa luôn. Được chưa? Cute chưa? À thôi, sao chúng mình tập trung học hành, chúng mình cứ để ý cô làm gì nhỉ? Chúng mình tập trung học đi, chúng mình coi cô chỉ là một cái kiểu cái distractor ở trong lớp thôi, không quan tâm. Đấy. Cái tóc nó còn uốn uốn nữa này. Ai tạo ra cái filter này cũng hay phết. Mà thôi, từ từ cô điểm danh đã là đừng có trêu cô nữa. À, Lan Anh à? Lan Anh, La Thị Lan Anh. Hoa. Anh bảo là biết Lan Anh ở đấy mà, nhưng mà xong cuối cùng Lan Anh chưa kêu. Hoài Anh có. À, Quang Trung trời nhẹ Trung. Có. Hoàng Diệu có. Diệu tức nghe Thị Diệu hơi ghê nhỉ. Nguyễn Diệu đi có. Ok, là Cảnh Dinh. Thùy Dung, Cảnh Dinh đâu rồi, Thùy Dung. Có ạ. Cô ơi, Cảnh Dinh có của, Cảnh Dinh có của. Ok, đi đâu đấy? Tôi gọi mãi mới hiện hồn lên. Tiến Dũng. Record chưa? Record đúng không? Ok, Tiến Dũng. Trời ơi, không hôm nào có thể bật cái mic lên được cả Tiến Dũng ơi. Mình đang học là ngành của mình đang là ngành CT đấy nha, Dũng nha. Còn CT 020 à, thế là hóa ra 020 Quốc Trung này đấy, chúng mình có các gọi là gì nhỉ, đồng gọi là chiến hữu vào cùng với nhau rồi. Đồng Minh Dương à, đúng rồi, hôm qua à hồi nãy con nhận xét bài của Minh Dương nữa. Minh Dương ok, là Điêu Chính Đạt có. Nhẹ nhàng đi. Trọng Đạt có. Rồi đến anh Đức. Anh Đức. Anh Đức. Ôi, có em cô ơi. Chậm quá, mở cái mic mà chậm quá. À, Đăng Hào nào. Có. Như Đăng Hào này. Be like Đăng Hào. Huy Hiếu. Không ạ. À, có ạ. À, rồi tôi khích tích vào đây là không nhá, Hiếu nhá. Ừ. Một buổi đi học là không. Vừa bảo là không còn gì nữa. Có. Đắc Hòa. Nhớ đến thứ tự tên của mình đó hả? Còn Hờ còn gì? Hòa là sau Hiếu. Đấy, Hiếu là sau Hào. Em hiểu được sao cô? Nhớ được á? À? Cô tưởng chúng mình đi học của mình nhớ. À, Hòa này đến Hùng này. Có. Ờ, Huy, Quang Huy, Lương Quang Huy. Có. Rồi Duy Khang. Có. À, Quang Linh. Đà Quang Linh. Có. Thùy Linh. Có. Long. Có. Quốc gì đây? Đã nhắn tin. Bùi Quốc gì? Ôi dồi, tôi Gen Z vậy tôi. Sao biết Gen Z, gì cũng hay, gì cũng biết. Lê Gia Lực. Có. Văn Mạnh. Văn Mạnh có phải là... Có, không nhỉ? Có. Thì như là Văn Mạnh vừa mới thu hồi, Mạnh thu hồi. Đúng không? Xuân Mạnh. Xuân Mạnh. Mạnh đâu rồi? Văn Minh, Trương Văn Minh. Ôi, là thiếu đúng hai bạn cạnh nhau đấy à? Có ạ. Hả? Có ạ? Ai đây? Có ạ đấy. Mạnh em hay là Văn? Minh ạ. Em là Minh à?
Quang Minh rồi này, Quang à đúng, Văn Minh rồi này, Quang Minh nhìn như có bình thường cũng không bao giờ có điểm danh như thế này, quá mất thời gian là một thứ hai đó là nhìn mấy cái tên giống nhau. Hằng Nga có, Hoàng Nhật hoa giờ có vậy, Văn Ninh. Văn Ninh có, Văn Ninh có. Hoàng Hoài, Hoài Ninh có. Như Phong, Mai Gia Phúc. Đấy, tí chậm tí nữa tôi lướt qua rồi. Mai Gia Phúc có. Mạnh có hả? Khổ ghê á, không có cái, không có cái mic, các bạn cảm thấy khổ chưa? Mình bị bỏ qua, bị bỏ rơi. Nhật Quỳnh có. Ngọc Sơn nhanh lên, sắp hết rồi. Ngọc Sơn đâu rồi? Ngọc Sơn của tôi đâu? Văn Tây à, nhầm, Văn Tân đã. Tân rồi mới đến Tây. Có. Tây rồi. À, Tây rồi. Thiều. Thiều có. Rồi đến Thiệu. Em có. Có mấy tên bạn dễ trùng nhau, à nhầm, dễ đọc líu hết cả lưỡi cô vào. Tân Tây, Thiều Thiệu, Tuấn Tuấn, Minh Tuấn và Phạm Văn Anh Tuấn. Anh Tuấn thì thôi biết rồi. Minh thì Tuấn. Em, thì em cô biết chưa? Đâu chưa? Ai? Khu. Minh Tuấn ạ. À? Đây hả? À rồi, tôi sẽ nhớ chiếc avatar này. Và để cái chiếc avatar này thì thật sự là cũng đố đánh đố tôi rồi. Chúng mình phải chăm mở cam như kiểu anh Tuấn ấy. Thì cô mới dễ nhớ được, lên trường ấy, vẫy vẫy cô. Hello cô, cô cũng vẫy lại. Ừ hello. Đấy, thế còn nếu như mà chúng mình mà đi lên trường mà gặp, gọi là gì nhỉ, không không mở cam cô á. À, nhầm, mở cam để cô nhìn mặt ấy, xong rồi đi lên trường các bạn. Hello cô, vẫy tay sang cô bảo. Ờ, hello. Chúng mình hiểu cái khuôn mặt đấy không? Không biết là ai cả nhưng mà vẫn phải hello lại. Duy Tùng có. Thế Vinh có. Dạ em có. Ok, Quý Vũ có. Anh Xuân. Anh Xuân có. Ok. Ngọc Sơn có hả? Thế lớp mình lại đi đủ hết à? Vừa nãy vừa thấy thiếu hai người cơ mà. Bây giờ lớp đang có 40 mấy người rồi hả? 45. Ơ, ai điểm danh hộ đây? 45 con người trừ đi cô là còn 44. Mà danh sách của lớp là 46. Thế là hai người vào điểm danh xong rồi đi ra à? Ai? Bây giờ đố các bạn bắt được đấy là ai? Ai điểm danh hộ đấy? Tí nữa tôi tải attendance list về để tôi lọc ra xem nhá. Trời ơi, nó đi học thôi mà cũng điểm danh hộ nữa. Giống cô ngày xưa đi. Nhưng mà xong cuối cùng cái mà các bạn nhận lại nó là một con điểm chuyên cần đẹp nhưng đi thi cuối kỳ hoặc là giữa kỳ không biết là cái gì đâu. Cho nên là điểm chuyên cần nó là một phần thôi, có 10% thôi. Không biết là trường mình có đúng là 10% nhỉ? Điểm giữa kỳ là 30, điểm cuối kỳ là 60 đúng không? Nó chia phần trăm thế. Thì nó chỉ có 10% thôi. Mà lại còn điểm danh hộ để nghỉ nhiều hơn à? Thì cuối cùng là đi thi. Chúng mình định thi như thế nào? À, nhóm thuyết trình đã sẵn sàng chưa? Hay là chúng mình muốn chuẩn bị thêm? Rồi cô ạ. Ok, thì chúng mình bắt đầu thuyết trình. À, được từ đợi cô tí, quên mất lấy cái bút với lại quần vở để mà thích nốt đã. Công việc chính mà lại quên để ngồi chơi các bạn. Ngày xưa các bạn thuyết trình, các bạn nhóm khác thuyết trình thì nhóm cô sẽ ngồi chơi hoặc là ngồi bắt đầu chuẩn bị bài của mình. Nhưng mà bây giờ đi dạy rồi, các bạn thuyết trình cô phải ngồi nghe. À không, cô được ngồi nghe, xin lỗi chúng mình. Nhưng mà ý là phải tập trung. Rồi chúng mình bắt đầu được rồi nhá. Nhóm thuyết trình biết tắt cái đấy rồi đúng không? Cái la. Thôi cô để cái filter gì nó cho nó nghiêm túc để nghe chúng mình.
thuyết trình trong nghiêm túc để xem nào. Hai cô để thế cũng được nhá. Không cô ơi, đừng cô ơi. Nhưng cô buồn cười lắm. Này ít ra là cô buồn cười nhưng mà cô cũng dễ tính còn hơn là chúng mình đi thi ai. Bình thường xinh hơn cô ơi. Cô giống như thì em không học được đâu. Học đi, tập trung vào. Từ từ đợi tí, đợi nó lốt đã, kiếp. Không, nhưng mà cô nghĩ là cái máy này nó muốn cô để này rồi chứ cô ấn mãi nó không được á, cô không tắt đi được. Thôi, chúng mình để vậy đi, nha. Cô không muốn, cô không, không hề muốn nhưng mà nó cứ không lốt được ấy, các bạn ạ. Vâng. Thôi rồi đây. Tại cô đấy. Cô đổi rồi. Ồ, ok. Hợp lý chưa? Chúng mình bắt đầu thuyết trình được rồi nha. Ai đấy, ai cắp lại màn hình được? Ai tưởng cắp lại. Ok, chúng mình bắt đầu được rồi. Cô tắt mic đây. Good evening everyone. Hi, we are group 9, including the member Thanh Xuân, Hoài Ninh, Văn Hùng, Văn Minh and Thùy Linh. Today, we would like to present to you about operating system overview and some popular operating system. And my name is Thanh Xuân. I am going to talk to you about what is the operating system and its function. Did you know that you and your computer speak different languages? It doesn't speak English or Vietnamese or any natural language. It speaks in ones and zeros. You cannot communicate directly with your computer, but that's where your operating system comes in. An operating system. An operating system or OS is system software that manages computer hardware, software resources, and provide common service for computer program. Simply, the operating system is a program that lets you interact with your computer. Together, the operating system and computer hardware form a complete system that determines what your computer can do. You may not know or know that the operating system is divided into many different components and features, but an operating system will usually consist of three main components. Kernel, user interface, application program interface. Now let's take a look at each component. First, kernel. The kernel is a computer program that controls everything else. It's the kernel, the heart of the operating system. Whatever happens on the computer goes through it. Following are the main functions of the kernel. First, process management. At the time, there are many processes which are in line state inside the system. The management of all these processes is very important to avoid deadlock and for the proper functioning of the system. And this is handled by the kernel. Second, memory management. A process needs some memory space, so memory must be allocated and accessed in order to work on the memory management tasks are performed by the kernel. The kernel keeps track about which part of the memory is currently allocated and which part is available for being allocated to the other processes. Third, device management. The kernel also manages all the different devices which are connected to the system, like the input and output device. Fourth, interrupt handling. While executing the processes, there are conditions where tasks with more priority need to be handled first. In this case, the kernel has to interrupt in between the execution of the current process and handle tasks with more priority which has arrived in between. Fifth,
input output communication, and the kernel manages on the device connected to it. So it is also responsible for handling all sorts of input and output that is exchanged through this device. So on the information that the system receives from the user and on the output that the user is provided with via different application is handled by the kernel. The second component of the operating system is the user interface. A user interface or UI facilitates communication between an application and its user by acting as an intermediary between them. Each application, including the operating system, is provided with a specific UI for effective communication. There are two basic functions of the user interface: to take the input from the user and to provide the output to the user. However, the type of input taken by the UI and the type of output provided by the UI may vary from one application to another. A user interface of any operating system can be classified into one of the following types: graphical user interface, or GUI; command line user interface, CLI. Graphical user interface is a type of the UI that enables the user to interact with the operating system by means of point and click operation. The UI contains several icons representing pictorial representation of the variable, such as a file, directory, and device. The graphical icon provided in the UI can be manipulated by the user using a suitable pointing device, such as a mouse, checkpoint, touch screen, and light pen. The UI is considered to be very user-friendly interface, easy to understand, and even the new user can operate on them on their own. Command line user interface is a type of UI that enables the user to interact with the operating system by issuing some specific command. The disadvantage of the CLI that is user need to remember a lot to interact with the operating system. Therefore, these types of interface are not considered very friendly from the user perspective. The third component of the operating system is application program interface. Application program interface, or API, is code that allows two software programs to communicate with each other. An API defines the correct way for a developer to request service from an operating system or other application and expose data within different contexts and across multiple channels. An API is middleware that allows two applications to talk each other. Every time you use an app like Facebook, send an instant message, or check the weather on the phone, you are using the app, the API. From the above information, we can see that the operating system has a complex structure. Along with the complex structure, the operating system also performs many important functions. The operating system is the main platform to develop utility applications. A place to manage hardware information, including memory management, CPU management, network management, device management, and file system management. Provide user with a suitable interface to be able to use the software on the computer
optimizing the operation of the computer, optimizing the manipulation of data or data entry state. As an intermediary between hardware and user, helping people quickly access and operate other resources, resolve conflict between system program and program user by the user. Moreover, operating system also provides certain service to the computer system. Example, program execution, handling input output operation, manipulation of file system, error detection and handling, resource allocation, accounting, information and resource protection. On this service are issued by the operating system for the convenience of the user to make the programming task easier. On different kind of the operating system, more or less provide the same service. To sum up, operating system is very important for our computer. So, can you name some operating system you know? Can you name some operating system you know? Raise your hand. Personally, there are many operating systems used in electronic devices such as computer or phones, each of which has a different feature. In next part, our team will introduce you to feature and as well as the advantage and disadvantage of some popular operating systems on computer today. Following our finding. The most popular operating systems are Windows, Mac OS, and Linux. Now I will take you on a tour of the Windows OS, and I am named Bob Goodnight. I will divide the content into five parts. One will give an overview of the Windows operating system. Part 2. In some features of the Windows operating system. Part 3. Is the version of the Windows operating system. Part 4. Is the advantage, and Part 5. Is the disadvantage of the Windows operating system. The first is a quick rundown of the Microsoft Windows OS. Microsoft Windows generally referred to as Windows is a combination of various variety graphical OS family that Microsoft released on November 20, 1985. Have you ever wondered where the name Windows came from? Microsoft OS is known as Windows because of the rectangular content frame that appear on the screen. Up until now, the Windows OS has been quite successful in dominating the market despite several iterations and reversions. For the characteristics of the Windows OS, we have four main characteristics. The first,
is the multitasking window OS. Multitasking is simply the process of running multiple applications concurrently under multiple tasks at the same time. For example, on an OS, you can use many applications at the same time, such as Facebook, Zalo, YouTube, or you can play games while listening to music, slideshow, or download application software. Second, the Windows OS has a very easy to use interface. The interface of the first OS was extremely simple, interacting with user mainly through simple command line. Recent versions have seen a much improvement. The graphical user interface has begun to evolve. Third, Windows OS provides a lot of graphic and multimedia processing tools. Some popular graphic processing tools used on Windows OS, such as SketchUp, Adobe Photoshop, Dream, GoAnimate, Microsoft Paint 3D. Finally, the Windows OS can answer the ability to work in a network environment, especially on a LAN or an internet network. Can you name some version of Windows OS you know? To respond, you can raise your hand. Ning, please. I know something about this. The first Windows operating system was Windows 1. It was launched in 1985. Many years later, many versions were released, such as Win XP, Win Vista, Win 7, and now the latest version is Windows 11. Thank you for answering. As mentioned above, we see that the Windows OS has gone through many versions. For example, we have Dock OS. Microsoft initial Dock OS was transformed into Windows in 1982. This the OS really in 1981. Wingate and Pearl Island create this revolutionary OS for IBM personal computer, with an all-written interface and easy user command. Based on DOS, DOS, Windows OS, the brand to them Windows 98, Windows 2000 NT, Windows XP. Windows XP is the version of Windows. Windows 7. After the failure of the Windows Vista, Windows 7 provides various new features as well as a much better design with the touchscreen in mind, as well as being faster than its predecessor. Windows 7 introduced an exceptional level of protection, was extremely fast at shutdown and restart, but extensive use of the graphic card and were praying for its of you and aesthetically pretty appearance. With Windows 7 was far more stable than earlier version like Windows Vista, and it has important feature in drag and drop. Windows 10.
Windows 10 is popular OS recent. Is that allow three domain download for those who has Windows 7 and 8? Beforehand, the start menu button is back after going away in Windows 8 and very helpful with more options than previous. That start button, the Cortana set function, right, useful tool for both your computer file and internet share. Cortana also have the option to share with voice the Windows 10 Action Center keep you in tune with notification and an easy access to change setting. Windows 10 group the Twitter use Media Center and Brick. Internet Explorer much faster, easy to use Windows. Microsoft app for Windows 10 were also brought back to the to their simple to use group. Windows 11. Finally, the most recent release is Microsoft Windows 11. Completely new experience from interface design, sound to exciting new possibility. Now let's see if Windows 11 is different from Windows 10. About design, a major difference between Windows 11 and Windows 10 is in design. Windows 11 offer an interface that more stabilized a mark with pastel color rounded corner for all windows and a cleaner interface than its predecessor. Microsoft Simple, the user interface has much as possible to create a green space for work and play. Installing Android app, the Microsoft Store with Android include Android app first on the Amazon App Store. Customer can use Android app on Windows 10 with the your phone app that Microsoft rolled out last year by bringing Android app to Windows 11. Microsoft is meeting you demand to run smartphone app on their desktop. However, this future will be delayed until sometime in 2022. About virtual desktop. Although Windows 10 include the top new feature and allow users to create multiple virtual desktops, the option were limited. Windows 11 users will be able to set up virtual desktop much like they do with Mac. You can toggle between multiple desktops simultaneously for work, school, gaming, and personal use, and performance improvement. Microsoft has said the new OS will include performance improvement, including faster login with Windows Hello, faster web browsing, and faster work from sleep mode. Microsoft has also said that Windows Update, which will run in the background, will be 40%
percent smaller to so they will take less time to download and install. The new OS will have user extend battery life on the on their laptop. When it comes to benefit, the first thing that comes to mind is the popularity and great compatibility. Capital is a platform with the highest market share in use today, so it is not difficult to understand when most manufacturers invest in building software as well as manufacturing supporting hardware support for the Windows OS. Easy of you. The next version of Windows OS always inherits the basic feature of their predecessor, making it easy for users to get used to and use. Next is security. Although not comprehensive security such as Linux, Mac OS, but Microsoft always provide users with pre-upgrade and update package to optimize the stability and security of the device. Wide range of application. It can be said that Windows only support the application you need and much more. Despite its many benefits, the Windows OS has a number of flaws. To begin, we must obtain a license to utilize the Windows OS because it is not provided to use for free. Second, the high number of users is also a target for hackers and other criminal virus spyware, malicious code, and other harmful software are all built to run on this platform. Moreover, the Windows OS is updated often, but its version only fixes a subset of errors and may introduce new ones. Nevertheless, because they are specialist issues, they have minimal influence on most users. And the following is home presentation about the Mac OS operating system. Home, please. Hello, everyone. My name is Hong. Today I'm going to talk about macOS operating system. And the first macOS is a proprietary graphic operating system developed and marketed by Apple Corporation for the Macintosh line of computer system. And the first version was released on March 24, 2001, and the next is some of version of macOS. This is the list version of OS X and related, and then it was renamed is Mac OS. The first is Sierra. And the version of macOS have many features, but I will only talk about the most prominent feature.
This version was released on September 26, 2016. This version is the first time Apple bring Siri on to the desktop. After Siri is a Hi Siri, it was released on September 25, 2017. Hi Siri is to be the first version of macOS support for VI. The next version is Mojave. It was released on September 24, 2018. The main feature was dark mode. User can switch between dark and light mode, and team can also scan on the schedule via dynamic desktop, and you can see the photo is dark mode. Number four is Catalina. It was released on October 7, 2019. The major change in Catalina is Apple decision to end support for 32-bit app requiring user to reverse the app into a 64-bit version to continue functioning properly. And 2020 version was released in Wizard. This version was redesigned with icon, colorful sidebar, and more champion and curvy element. The design change make the map look iPad OS. Pixel also begin to move the map away from Intel chip to M1 chip. And the latest version is Monterey. New feature focused on social communication and privacy. It was released on December 13, 2021. And the next is advantage of macOS. Number one, exclusive app. Apple provides some proprietary software for macOS you cannot find on a Windows computer. Example, Final Cut is very useful for editing video. The next is integration with Apple or other products. macOS will automatically recognize and work with any other Apple, such as iPhone, Cinema Display, AirPods, Apple Watch, iPad. Number three, macOS can run Windows at the same time. macOS Intel chip can run Windows with bootcamp or parallel software. And the last symbol and cleaner user than Windows. Those who are familiar with iOS mobile operating system, you in iPhone or iPad, will find using macOS very familiar. And the last part is disadvantage of macOS. The first is a game. If you are a computer gamer, macOS is too bad. Bootcamp will allow you to run game natively on Windows, but the performance is bad. Some games are produced for macOS, but it is little. The skin is bright. The minimum cost of macOS is higher than $1,000. You can get with Windows PC at
1000. And the next is pure software option. Not all applications are installer format. You can correct, and you can correct app on the macOS. You must use your license key. And then last, cannot upgrade or customize. There are many options when you buy Mac, but you can mix and match components like Windows PC. The easiest to way to upgrade a Mac is to buy a new one. In summary, macOS is very good, but it's expensive. I think it's suitable for designer, programmer, and rich people. Thank you for listening. And the next part is Ming will presentation. Thank you. Attention all, this Ming from group 9. Today I will be in charge of introducing you all to the elementary knowledge of lovable intellect, not using XP or Linux, right after the lecture about macOS at home. Let's begin now. So, Linux is the open source operating system made by Linus Torvalds in 1991, as a Mac Unix system, Linux 10 becomes the close brother of Mac, which is built atop of Unix. For summary about Linux, firstly, what is Linux exactly? Linux is the name of the kernel, and also is the name of the very first open source operating system, the Linux 0.01 or Linux Enterprise. An open source system means that we can make changes to all of its core code lines. Here are some examples of Linux-based OS. This is an original version of Linux kernel, and the location of it in your device. See Debian 8, one of the distribution of Linux, Kali Linux, Gentoo, and Garuda OS. So, secondly, where can we find Linux? From smartphone to car, supercomputer and home appliance, home desktop to enterprise server, the Linux operating system are everywhere. Do you know that Android and Chrome OS are the system based on Linux? It can also be installed on a Jetson Wi-Fi card, a Chromebook, or along with other OS on our laptops or PCs, or phones, and any tablets, or even. A robot or machine for astrology. On the Falcon 9 of SpaceX or Starlink, or Planet Desk, a supercomputer of NASA, runs SUSE Linux. You can even
install it on a router or a game controller, be PlayStation and other IoT device. Recently, we already know about Tesla. They have a system based on Linux on their automatic drive software. This is a graphic about how often Linux was used in IoT field. And this is some famous company is Linux, the Facebook, Amazon, Google, IBM, and even Microsoft. About history of Linux. Linux had a very great history. In 1969, Unix OS was a Unix operating system was developed by Ken Thompson and Dennis Ritchie. After several years, a general public license and free Unix Line OS was demonstrated in 1983. And so that there are enough components to assemble a complete operating system, but GNU Core is not good enough to attract the developer community. GNU meaning E. This is the example of Unix OS, the very first system program. And GPN and free Unix Line OS in 1983, GNU GPN license. GNU means GNU is not Unix. And on 1991, Unix Line operating system was generated by Andrew S. Tannenbaum in 1987, which also be the base for Linux creation. This is Andrew S. Tannenbaum. And this is Minix, the original version of Minix. In 1991, Linus Torvalds start coding for the prototype of Linux operating system, and after 1 year, Linux was invented with GPN license in 1992. This is the prototype of Linux. The Linus Torvalds and the original Linux 0.01. Here are some family of Linux. There are too many Linux distribution, and to distinguish them, we have three main Linux-based families. Other distributions are based on them. There are about 600 distributions of Linux family, and over 500 distros are in active development. Distro means distribution. They are Fedora, SUSE, and Debian. And they are the foundations of other distribution. Fedora now currently being out by Red Hat. This is the graphic of Linux family. SUSE means
software UX system and curriculum or software system development. Here are some examples about Fedora-based distros. This is Red Hat 1.0 and CentOS that we have seen recently. The Rocky Linux, Arma Linux, and ClearOS, Fedora, their own belong to Fedora families. And this is Debian-based distro, Debian 6, Debian 8, and MateOS. Debian. And the final SUSE based distros, this is SUSE 5.1, the one edition of SUSE. Here another example. Thirdly, Linux has its advantages and its disadvantage when we compare it with its main competitor, Windows. Here are some cons of Linux. It had no standard edition because of too many support community and the communities are devised with no general standard. And it's hard for learning to use because Linux is very different from Windows, the system that many users are working with around the world. And it can make people bored and dispose of it. It had limited market share with a small app store and not many good apps are available in Linux. Limited market share caused lack software. A lot of popular apps are not support Linux. For example, Adobe Photoshop or Windows Office or Edge. This Office is not good at Windows Office. And also it's difficult to troubleshoot. It will be not easy to fix a problem occurred when you are using the system. And you have to look up for it in the website. And it costs you a very long time to find a solution. With and there is also no tools for autofix or support program like troubleshoot program on Windows. The final cause of Linux is a driver problem. It has, because of the driver are integrated in Linux kernel, so Linux kernel has drivers are part of it, but those are not enough. They may occur a problem due to no suitable driver when you are connecting to the non-integrated device to your computer. Here are some pros of Linux. Because Linux had a fewer user than Windows, so it also had fewer virus than Windows version. And as an open source, Linux regularly has upgrade version built by several developers in the world, and it can be upgraded in no time.
Also, no more checking personal information. It also be friendly to developers because it's an open source and it can be reconstructed to make work more efficient to your project. And many programming languages for support Linux. Developers also prefer Linux over than Windows because of its versatility, speed, power and security, and a powerful terminal. And it has low requirement. It can be launched on low level system. As I have showed you before, it can be run in a PlayStation, a game switch, or a just a Wi-Fi card, and its speed is very good. You can say no to antivirus programs and moreover, the distros of Linux are designed to attempt to make the user interface be simple as possible, so it can work fluently in the wide range of hardware specification, which makes it have a low requirement to run. And it is open source. You can demolish it or rebuild it or recontribute it with no hesitate of license and a true freedom. Let's talk a little about Ubuntu Linux, the most widely used open source operating system of Linux, Ubuntu. As you guys can see here, there are several versions of Ubuntu Linux. This is the best recommended distro for beginner like Mint OS. Here are some examples of it. This is the user interface, Ubuntu user interface. The name of Ubuntu means that we should focus on our allegiance and relations with each other. And of course, Ubuntu is based on Debian. The another kind of Ubuntu system, the Ubuntu Touch OS, which can be installed on a phone. The name of Ubuntu related to the humanity to other is mean in the South African is that people people should focus on their allegiance and relation with each other. It have two types of version and four fields of use, the newest version and long-term support. Newest version had 9 months support and long-term support had 5 years support on both desktop and server. As you can see here, the long-term support had hardware and maintenance updates, while the newest version only had the standard release on 9 months. This is four fields of the Ubuntu to use for desktop and laptop as we are using right now and for server, for IoT and cloud. This is the end of my presentation. Thank you for your view.
Hello, everyone. I'm Ring from Group 9. Now we have a small survey of glass labels for three operating systems, macOS, Windows, and Linux. The survey link is in the chat. I hope the whole class will join. While waiting for everyone to take the survey, I will give some quick to the whole class. You can turn the microphone to reply or start. First question, what is it? You can turn the microphone to reply. Oh, operating system. Very correct answer. Second question. What is the name of this comparison? In an easy question. Thank you. Apple Applied Raisin is the correct answer. Apple is an American multinational technology corporation. Apple is known for its famous technology product line, such as MacBook, iPhone, iPad, iPod, macOS, iOS operating system. The last question, which Windows version is this? Okay. Yes, this is Windows 7. One of the popular operating system today, read 2009. Up to now, I have received a lot of answers to the survey. Choose three operating system. My class have a lot of friends who like Windows. I will ask about your choice. Zoom, please. Hello, Zoom. Hello, Ling. What operating system are you using on your computer? Currently, I'm using Windows operating system. Oh. Do you want to switch to another operating system? Yes. Why? I'm using an iPhone right now, so if I combine it with a computer like a MacBook, everything will be much more interesting. macOS has a intuitive and beautiful interface. This interface is also considered very easy to use and more user-friendly than Windows. But now I don't have enough money. I hope one day I can buy it.
Okay, thank you, Dung. Teacher, please. Well, actually, I am using Windows 11 right now, and I find it is somehow similar to MacBook. Is similar to Mac OS, but my answer is equal to Zoom's, right? Because I don't have enough money, so in the future, sometime in the future, I will buy a MacBook to, you know, synchronize with my iPhone right now. Do you have any question? Thank you, teacher. Do you have any other reason? Well, that's the only reason for me right now, because I am broke. I don't have any money to buy it. And also, I just bought my laptop 1 year ago, so I, you know, I don't want to change laptop very much, because there's also many confidential, important documents on my laptop right now. That's another reason. Okay? Okay, thank you. Group preparation and here, I'm sure a lot of you have questions. So if you want to ask, raise your hand and I will choose us random. Thank you. Trần Đức Long, please. Yeah, I have a question for your group. I don't have money. I'm sorry, but I have to interrupt you for a minute. I think that for this topic, we will have a lot of questions. So I will pick three of you to put forward. Each of you will put forward one question, and then the group nine will spend about 5 minutes to work together and discuss together in order to find out the most suitable, the most, you know, satisfied answer for all three questions. Chúng mình có hiểu không nhỉ? Are you clear? You will put forward the questions first, and then the group nine will spend about 5 minutes to figure out, to solve all of your problems, all of your questions. Do you agree with my, you know, my idea? Yes. Okay, so the first question is lungs, and the second one, any of you who have questions, please raise your hand. Văn Tân, okay, who else? Văn Tân and Lang. Okay, so now we have two questions. Lang first. Yeah, I have a question for your group. I don't have money. I just use normal PC. Now I want to install Mac OS. Is there any way to install it on my PC? Okay. About install Mac OS on normal PC, you can research Hackintosh. Yeah. This keyword, you can search on Google. Many video on YouTube and many forum talk about Hackintosh. Hackintosh is way to install macOS on normal PC. Okay. Yeah. Okay. I'm satisfied with your answer. Something, please. Văn Tân, can you say out loud your question, please? Yeah. My question is,
why does Microsoft names operating system is Windows? Did everyone listen to me? Or maybe you should repeat your question. Yes, you can repeat your question. Why did Microsoft name the operating system is Windows? Đặt tên cho hệ điều hành ấy là Windows. Tại sao? You should. Okay, you shouldn't. You know, translating into Vietnamese, you can ask in another way. For example, why Windows is called Windows? Okay. Tại sao Windows gọi là Windows? Đấy, kiểu thế chúng mình làm cho câu hỏi nó dễ hơn. Những cái bạn nào mà đặt câu hỏi ấy, thì các bạn có thể đặt bằng tiếng Anh để kiểu challenge các nhóm hơn. Còn nếu như mà hỏi bằng tiếng Việt thì cũng được, nhưng mà các nhóm sẽ gọi là dễ hiểu hơn ấy. Ok, thì điểm của các bạn ấy sẽ được nâng lên. So, group 5, group 9, do you need some minutes to discuss? Group 9, do you need some minutes to discuss together in order to... Microsoft is operating system is known as Windows because the rectangular content frame that appear on the screen. Yeah. This is my answer. So do you understand the question? Do you understand the answer, Văn Tân? Do you find it satisfying enough? Văn Tân đã cảm thấy satisfied, hài lòng với lại câu trả lời này chưa? Dạ, em phải làm một. Văn Tân, your internet connection is so poor. I can't hear what you're saying. Mà em hơi lag, em nói cô nghe không? Bây giờ thì nghe thấy, vừa nãy không nghe gì cả, vừa nãy nghe lag quá. Cảm thấy ok la chưa? Nếu mà chưa ok thì em có thể yêu cầu các bạn giải thích thêm. Em thêm một phần nữa là Microsoft đặt tên cho cái hệ điều hành này Windows vì có một cái nữa, em không biết nói tiếng Anh thế nào, nhưng mà nói từng tiếng Việt được không cô? Ok. Họ đặt tên cho cái này là Windows vì nó có thể giúp thế giới hình dung ra một cái cửa sổ để nhìn vào thế giới của máy tính. Có một ý đấy của họ nói thế. Who said that? Em xem trên một bài kiểu phỏng vấn của bên Windows họ nói thế. Okay, so nếu như mà mình tìm được cái thông tin gì hay ho ấy, ví dụ như thế thì mình có thể share với lại các bạn. Nhưng mà nhớ là phải có nguồn nhé, phải có reference. Ok, vâng. Chúng mình còn câu hỏi gì nữa không? Do you have any question? We have one left question, one slot. One slot. Không có ai hỏi nữa hả? Nếu như vậy thì cô sẽ hỏi các bạn một câu nhé. Ở đây có nhiều câu hỏi quá. Đọc vẫn chưa tìm ra được câu hỏi nào là nó... cảm thấy hay ho để hỏi chúng mình cả. Ok. Ừ.
Now I will ask something about macOS part of Hùng, right? Hùng, can you hear me? Yes. Hey, because I am very curious about macOS, as I don't have the chance to use this one. So you said that in the version, the first version of macOS, the prominent feature is Siri, right? Yes. So why did they think, or what did make the Siri become prominent feature for this version? Why Siri become prominent feature? Oh, for me, it is a prominent feature. And it's for me. Sorry, can you repeat that? I think it's a prominent feature. Google đọc lại em nghe không rõ. Đây bây giờ câu hỏi tiếng Việt cho nó đơn giản nhé, đó là tại sao mà người ta lại coi cái bản đầu tiên của macOS ấy là cái chức năng của Siri, đúng không? Là cái chức năng nổi bật nhất ở trong cái bản đó. Cái điều gì đã làm cho Siri nó trở thành cái chức năng nổi bật nhất ở trong cái bản đó? Không, cái này em thấy nổi bật thôi, em thấy nổi bật thôi. Chứ nó có nhiều chức năng khác mà, nhưng mà em thấy cái đấy nó nổi bật nhất nên em đưa vào slide rồi ạ. Ok, rồi nó là nổi bật nhất, vậy thì em có thể so sánh nó. You can compare to for example Windows, right? Cortana in Windows. Rồi ok, thế thì đối với lại cái phần nhận xét của cô sẽ gửi cho chúng mình sau nhé. Thì sau ý cô là sau khi mà cái bài thuyết trình này nó kết nhầm sau khi cái giờ giải lao này kết thúc này, còn là trong cái thời gian mà chúng mình nghỉ giải lao một chút thì cô yêu cầu chúng ta cần phải làm hoàn thiện một cái phần chấm điểm cho các nhóm, cho cái nhóm vừa mới thuyết trình xong, đó chính là nhóm số 9 nhá. Đợi cô một chút để cô lấy cái phần câu hỏi ngày hôm trước. Chết rồi. Làm cái phần câu hỏi để chấm điểm nó xong, công phất ở đâu nhỉ? Feedback phản hồi hoạt động. Đợi một chút nhé. Để xem nào. Cái đường link mà ngày hôm trước cô gửi cho các bạn nó ở đâu ấy nhỉ? Từ từ để cô vào cái buổi học hôm trước có tìm lại cái đường link xem nào. Giờ không tìm thấy nó ở đâu luôn. Buổi thứ hai cô ạ. Ừ, đúng rồi, buổi thứ hai đây. Đang là buổi thứ hai đây. Và đây, chắc là đây rồi. Copy link. Chúng mình nghỉ giải lao đến 8 giờ xong, sau đó chúng ta sẽ quay lại để nghe cô ấy một chút về, nhận xét một chút tầm khoảng 5 phút về bài thuyết trình của các bạn này, xong rồi sau đó là chuyển sang cái phần chấm điểm nha. Cô sẽ chấm điểm cả nhóm 5 tuần trước nữa, cho nên là các bạn nhớ chú ý coi điểm của mình và ghi lại, check note lại nhé. Đương nhiên thì điểm của các bạn cô ghi ở đây rồi, nhưng mà sau này biết đâu ấy lại nói lại với cô, nhớ đâu bị sai điểm hay là như thế nào đấy thì kháng cáo. Các bạn nhớ là chấm điểm cho nhóm số 9 vừa rồi ở trong cái đường link mà cô vừa mới gửi nhé. Những bạn nào mà ở nhóm 9 thì không phải chấm nữa, còn nhóm nào mà không phải nhóm 9 thì chấm điểm cho các bạn. Và nhớ là chúng mình chấm điểm công tâm một chút nha. Hôm trước cô thấy
cứ quý bạn nào ở trong nhóm cái là chấm điểm 10 hết rồi. Thế nên là chúng mình với lại nhớ là phải ghi cho cô những cái thông tin mà cô hỏi, và ví dụ như là thích cái phần của bạn nào hoặc là có câu hỏi gì thêm thì các bạn có thể ghi lại. Chúng mình nghỉ giải lao nhé, 8 giờ nhớ quay lại giúp cô nha. Cô đang tắt mic cô ơi. Sorry, đợi cô một tí để cô mở lại các bạn cái link này. Tôi chết rồi, lại phải đi tìm xem nó ở phương trời nào. Không biết là phương trời nào. Thiếu khảo sát. Cô ơi, cái form đấy lần trước điền rồi mà cô. Lần trước điền rồi nhưng mà đấy là nhóm khác mà. Còn đây là nhóm... Cái form chấm điểm bài thuyết trình. Lúc đấy cô làm xong cô ném nó vào đâu rồi. Khổ ghê. Bây giờ phải đi tìm lại cái đường link này đã để cài đặt lại. Đợi một xíu. Chúng mình cứ nghỉ giải lao đi, tí nó quay lại chấm được. Anh đi tìm. Vâng ạ, I'm so hungry. Đi ăn đi, xong rồi tí quay lại chấm sau. Trời ơi, nó ở đâu rồi? À, hay là ở nick khác? Đây rồi. Là mít khác. Đây là link chấm điểm mới nhá. Chúng mình ấn vào đây cho cô. Thử xem có được chưa, nhưng mà chắc là được rồi đấy.
Hello, hello, cô quay lại rồi đây. Em thưa cô, em xin phép cô cho em vào một ạ vì nhà em có người ốm. Ừ, ok, dài quá. Rồi, cái phần nhận xét của... cái phần nhận xét, chúng mình ơi, chúng mình quay lại chưa? 8 giờ rồi, 8 giờ 2 phút rồi, hello. À, để xem là cái file chấm điểm bao nhiêu bạn rồi nhé. 25 con người ở đây, 26. Đóng số 9 rồi, xong cuối cùng lại điều hành, ok. Thì operating nhìn chung đều Linux điều hành khung. Do you like to use Linux yourself and is Linux necessary to use when learning or working as a developer? Ok. Ơ, chúng mình ơi, chúng mình có nghe thấy cô nói gì không? Hello. Hello. À chết, quên. Đâu ta nghe. Không nghe thấy gì đâu. Nghe thấy gì? Không nghe thấy, xong rồi lại tan muộn. Xong rồi lại để cô gọi là gì nhỉ, trầm cảm. Cô bơ vơ một mình. Để xem nào. Ồ, cô đã thấy là điểm của các bạn ấy ở đây rồi. 27 con người đã chấm điểm. Thế còn nhóm của chúng mình là trừ đi 5 đúng không? Vậy là còn 46 nhỉ? 46 trừ đi 3. À, 41 người còn lại là ở đâu? Ở phương chơi nào? Chấm điểm cho bạn. 41 mà trừ đi 27. Ô, dạ cô ơi cô. Hả? Em mới vào lớp thì... phân nhóm thế nào à? Chưa biết đâu.
Trung mới vào lớp nhỉ? Ừ đúng rồi. À em không mới hôm nay mà. Ừ con nhớ rồi, nhớ rồi. À, có nhóm nào đăng 4 người không nhỉ? Chắc là hình như là không đúng không? Để cô mở lại cái danh sách nhóm cái. Danh sách nhóm mất đi đâu nhỉ? Nhóm nào có gọi là gì nhỉ? Có willingness để thu nạp quốc chung thì các bạn có thể đề xuất nha. Danh sách nhóm, ok đây. Nhóm 5 và nhóm 9 thì đã thuyết trình xong rồi. Nhóm số hiện tại cô đang thấy nhóm số 3 này Lương Quang Huy, Bùi Quốc Vũ. À không, nhóm này cũng 5 mà. 5. Chả có nhóm nào 4 cả. Ai có nhóm 6? Group number 6. À không, cũng 5 mà. Không, cô cho em vào nhóm thuyết trình cũng được. Cô cho em vào nhóm thuyết trình nào cũng được. À không, ý bảo là đương nhiên là cô cho các em bạn vào nhóm thuyết trình rồi cũng được. Thế chấp nhận lấy không điểm hả? Hay là như thế nào? À không, đừng. Thuyết trình rồi mà con đòi vào thì tức là chấp nhận không điểm à? Cô sẽ cho vào nhóm em có quen Mai Duy Tùng không? Cô cho vào nhóm bếp cũng được. Nhóm bếp à? Nhóm thấp điểm nhất à? Eo khiếp. Tại sao lại tự nhiên lại hạ thấp bản thân mình và lại gọi là gì nhỉ? Gọi là gì? Các bạn nghĩ rằng các bạn lớp mình có bạn nào bếp với bạn nào mà good cái gì? Cô sẽ cho vào nhóm của Mai Duy Tùng nha, bởi vì Mai Duy Tùng là nhóm có ấy đúng không? Nhóm có bạn CT2 đúng không? Mai Duy Tùng, Lê Quý Vũ, Trần Quang Trung, Đăng Hào với lại Điêu Chính Đạt. Có phải các bạn là nhóm ấy đúng không? Có bạn CT2 không? Có không thì trả lời cho cô biết xem nào. Mai Duy Tùng đâu? Thôi, để tôi xem nào. Đúng rồi, chính xác Mai Duy Tùng. CT2D à? 2D với 2B nó lại không gần nhau lắm nhỉ? CT2A. Thôi thế thôi, cho một nhóm khác đi. Ừ, sẽ em mạng được quá. Không, tại vì nhóm 5, 6, 7. Ở đây sao lại có mỗi 8 nhóm nhỉ? Cô chia nhóm kiểu gì nhỉ? 1, nhóm 2, nhóm 7 cô ạ. 3, 4, 5, 6, 7. Nhóm 7 đủ rồi, ừ có biết là đủ, nhưng mà bây giờ bởi vì bắt buộc là phải có một nhóm 6 cho nên là cô sẽ cho vào nhóm của Mai Duy Tùng nhá, Lê Quý Vũ, Trần Quang Trung và Đăng Hào. Các bạn trong nhóm nghe thấy chưa nhỉ? Nhớ add contact của Quốc Trung, Nguyễn Quốc Trung Dô. Đó, Quốc Trung có thể nhắn cho các bạn xin contact. Leader của nhóm này đó là Đăng Hào. Đăng Hào, can you hear me? Đăng Hào, Hào ơi. Hào đâu? Đây rồi, Đăng Hào của tôi. Đăng Hào đang đi đâu mất rồi? Nguyễn Đăng Hào đúng không? Hay là gì? Ở Quang Trung, tí gửi link nha. À đây, em có thể vào cái group lớp. Quên mất. Group lớp đã bị bỏ quên. Cái group lớp ấy đâu nhỉ? Không, không phải group Facebook. Đây. Đợi một tí. Em vào group chat của lớp thông qua chiếc link này. Sau đó là em nhắn cho các bạn là nhóm Zalo, nhắn cho các bạn cái contact. Cú chung là thuộc nhóm 7 nhé. Nào bây giờ cô nhận xét sơ qua một chút về cái bài vừa rồi của nhóm thuyết trình số 9 này. Thứ nhất là liên quan tới phần visual của các bạn, đó là phần slide. Thì ok, ấn tượng đầu tiên về slide của cái nhóm này. Thực ra thì nhóm này đã gửi slide cho cô trước rồi. Slide của nhóm này rất là sinh động. Các bạn có thể thấy không nhỉ? Tại vì rất là nhiều các cái hình ảnh để mô tả các cái phiên bản của operating system là Windows này, rồi Mac thì cũng có này. Và nhiều nhất đó là phần Linux. Thì cô rất là ấn tượng với lại cái chắc là cái khoảng thời gian mà chúng mình phải đi tìm mấy cái hình ảnh mô tả đấy cũng lâu phết đúng không? Rất là kỳ công về mặt hình ảnh. Và thứ hai là liên quan tới nội dung. Quốc Trung ơi, tắt mic đi, có cả tiếng nhạc chen vô rồi. Đối với lại phần nội dung thì nội dung của chúng mình đã tinh lọc và có một số slide thì đã được mô tả bằng những cái bảng biểu rất là ngắn gọn và xúc tích, dễ hiểu.
Nhưng tuy nhiên thì bên cạnh đó vẫn có một số các cái slide mà các bạn thấy là nó vẫn hơi nhiều chữ nha, vẫn hơi nhiều chữ một chút. Thì chúng mình có thể là rút gọn nó đi, hoặc là các bạn chỉ cần ghi lại những cái keyword đó thôi. Còn những cái từ nào mà những cái câu nào mà nó liên quan tới văn nói của các bạn thì hoàn toàn là các bạn có thể viết nó ra đâu đó, tại vì chúng mình biết rằng là tiếng Anh không phải là cái điểm mạnh của các bạn chẳng hạn, thì các bạn có thể là làm một cái bản backup, ví dụ như là để trên ngay màn hình của chúng mình, hay là để ở trên bàn để các bạn có thể quên, để các bạn nhìn và các bạn nói. Hoặc là đôi khi có biết rằng là các bạn đọc, nhưng mà chúng mình đọc chúng mình cũng phải có chunking để cho người nghe còn hiểu. Đấy nhỉ, nói về vụ đấy sau. Thế còn về nội dung thì Tuyên Dương nhóm này so với lại nhóm số 5 lần trước là đã biết rút kinh nghiệm, đó là chúng mình thứ nhất đó là tìm nhiều hình ảnh mô tả, thứ hai đó là về phần nội dung đã được slide của nội dung slide đã được gọi là tinh lọc xuống. Nhưng tuy nhiên thì trong slide vẫn có một số những cái điểm sai, không biết là các bạn có để ý không, trong slide còn viết sai chính tả nha. Đó là phần của ai thuyết trình, phần Win đấy nhỉ, Ninh đúng không? Right. Ôi giời ơi, slide của Ninh bị sai từ compatibility này. Compatibility ngay cái tiêu đề của cái phần gần cuối nhá, compatibility này, rồi đến số ít số nhiều của application, tức là những cái đấy nó liên quan tới cái việc chúng mình có kiểu check lại một lần nữa không, mà chúng mình có chú ý về mặt gọi là gì nhỉ, ngữ pháp và nội dung không. Thì phần này hơi lỗi một chút ở phần mục của Ninh là bị sai chính tả, còn mục của Hùng đâu rồi, where is Hùng? Hùng lúc trình về cái đặc điểm mà hình như là pros and cons của Linux, cái từ đấy đọc là Linux đúng không? Thì Linux hay Linux nhỉ? Cái tên của cái app đấy, à cái operating system đấy các bạn đọc là gì? Thầy giáo em đọc là Linux ạ. Linux ạ. Rồi ok. Thì đấy là tiếng Việt, nhưng mà chúng mình đọc sang tiếng Anh thì nó phải là Linux, đúng chưa? Thế còn về cái slide thì slide của em có thể share lại cho cả lớp cùng nhìn được một chút không, cái phần sau khi mà nói về một số những cái phiên bản của Linux đó. Nào là Mojave cái gì? À đâu nhỉ? Wow. À không phải Linux, nhầm Mac OS chứ. No. Cô nhầm Mac OS. Sorry. Thì ở đấy sẽ có một số những cái điểm mà chúng mình sử dụng là những cái gọi là gạch đầu dòng chúng mình đang sử dụng là danh từ, đều là danh từ hết. Ví dụ như là game, đúng rồi, cô nhớ cái slide đến nào là game này. Rồi cái gì mà application gì đấy. Nhưng mà có đến một cái slide em lại dùng động từ. Đều là gạch đầu dòng số 1 game, gạch đầu dòng số 2 cái gì đấy, xong đến gạch đầu dòng số 3 hình như nó là động từ. Thì tức là lúc đấy cái nội dung của cái slide nó không parallel với nhau, kiểu nó không có song song, nó không có đồng bộ với nhau. Thì phần này chúng mình nên chú ý. Những bạn nào mà làm slide thì chúng mình gọi là làm nó kỹ hơn một tí. Còn nhìn chung thì điểm tốt của cái nhóm này về slide đó là hình ảnh và nội dung rất là informative, mà bài thuyết trình rất là nhiều thông tin. Đấy cũng là một cái đặc điểm và điểm cộng cho nhóm của chúng mình, đó là bài thuyết trình rất 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 nhiều thông tin, very useful and informative. Tuy nhiên thì cái phần là Linux cô định hỏi thêm một câu xong thôi. Cuối cùng cô đã quyết định là hỏi về Mac OS. Phần tiếp theo là phần liên quan tới cá nhân, từng cá nhân một. Cá nhân thì bạn đầu tiên đó là Thanh Xuân. Phần lead in của Thanh Xuân ở đây khá là formal, thế cho nên là các bạn khi mà tham gia vào một cái bài thuyết trình nào đấy mà kiểu chúng mình chưa có được involved, hoặc là khán giả chưa được involved vào, mà chúng mình lead in mà nó formal ấy, thì đôi khi rằng là nó cũng trở thành nó cũng là một cái điểm cộng, và nó cũng là một cái nhất là nó có hai mặt. Cái này nó không phải là điểm tốt hay điểm xấu, hiểu không nhỉ? Nhưng mà cô đang nói về cái việc là chúng mình nên trong cả bài thuyết trình của cả nhóm thì nên involve khán giả là nhiều hơn. Thì cô thấy cái phần involve khán giả nhiều nhất đó là phần của đương nhiên là của Linh rồi, và có một phần nữa là phần của Ninh, cái nhóm này
Minh với Ninh. Đấy, thì phần của Ninh là có interact với lại khán giả nhiều nhất. Thế còn Xuân thì phần leading rất là formal và dẫn dắt rất là trôi chảy. Về mặt âm của Xuân, điểm tốt của Xuân về mặt âm là đọc rất là rõ ràng và gọi là gì nhỉ? Đầy đủ âm. Âm của Xuân có lẽ là rõ ràng nhất ở nhóm của mình. Thế còn về điểm trừ, về một số các cái âm tiết mà Xuân cần phải chú ý ở đây. Thực ra thì xuyên suốt cả cái bài này cũng nhận thấy rằng là lớp của chúng ta đang có một cái gọi là gì nhỉ? Chú ý mà các bạn nên rút kinh nghiệm cho các lần sau, đó là chúng mình bị đọc sai các nguyên âm rất là nhiều. Phụ âm thì ok, chúng mình có thể gọi là, cô nghĩ rằng là âm đầu, âm cuối hay là cái âm sờ, mấy cái âm mà tiếng Việt của chúng mình không có dùng hoặc là ít dùng thì các bạn có thể gọi là hiểu, cô có thể hiểu được phần nào. Thế nhưng mà nếu như mà các bạn bị sai về nguyên âm thì tức là ở đây chúng ta đang chưa chú trọng về việc đó là pronunciation của bài thuyết trình, của mình luôn á, và của bài thuyết trình. Tức là chúng ta không biết là, có thể là từ đấy chúng mình không biết được là nó là đọc sai hay mình đọc sai. Nhưng mà chúng mình cũng không có tra lại ấy. Thì cái này chúng mình nên rút kinh nghiệm nhé. Ví dụ như là có từ accounting chẳng hạn này. Accounting thì Xuân đọc thành cái gì nhỉ? Cái gì âm, nói chung là Xuân nhấn vào âm đầu. Nhưng trong khi đó thì cái âm của từ này nó lại giảm ở âm đầu và lên ở âm số 2, đọc là accounting. Accounting. Xuân đọc lại một câu từ đấy được không? Hay là từ nữa đi, đó là từ Vry. À, Linux hả? Ok, Linux. Tức là mình sẽ đọc là âm y đúng không? Nhưng mà cái từ accounting này thì là cái từ chắc chắn này. Về mặt âm của một số các cái từ liên quan tới chuyên ngành của chúng mình, các bạn có thể học và nhớ thật là kỹ cho cô thêm nhé. Cô gọi là ít khi hoặc là không bao giờ tiếp xúc với lại cái Linux này bao giờ. Xuân đọc lại cho cô từ này. Accounting. Accounting. Ừ, đúng rồi. Đó. Từ số 2 mà mình bị đọc nhầm thành cái từ very, đó là từ vary. Khác nhau ấy cũng. Ừ, đúng rồi, khác nhau đấy. Mình không đọc là very. Very ở đây là rất đúng không? Vâng. Vary. Mình đọc từ này là vary này. Thế em cho Google đọc, cô dịch nó cũng phiên âm y hệt từ very, thế em đọc thành very. Ok. Vary. Vary. Đừng tra ở trên Google dịch. Muốn biết được là âm của nó là gì. Thực ra thì từ này đọc là very cũng được đấy. Ok, nó có hai cách đọc. Chúng mình có thể đọc là very được nhé. Ở đấy, giờ cô mới biết. Rồi, thế thì coi như từ đấy là Xuân đọc đúng này, cô đọc sai. Chúng mình có thể đọc theo cách nào cũng được. Thì về mặt âm của Xuân còn có một cái chú ý nữa, đó là âm pờ, âm tờ. Hai âm bật hơi này mình chưa bật hơi. Nó hơi mang cái hướng của tiếng Việt một chút thôi. Thì em khi mà phát âm cái âm pờ với lại âm tờ, mình có thể là để một cái tờ giấy trước miệng ấy, để mình làm sao nhỉ? Phát âm, luyện phát âm để cho cái âm của nó được tây hơn một chút thôi. Đó là mình cầm cái tờ giấy lên và khi mà mình phát âm thì nó sẽ bật, nó sẽ đung đưa cái tờ giấy. Ví dụ như là cái âm ch chẳng hạn, đúng không? Thì em để ngang nó ra. Xong rồi sau đó là em phát âm cái âm ch làm sao để cho cái tờ giấy nó rung lên. Ví dụ như là ch. Không biết là các mình có nhìn thấy không? Có. Nhưng mà cái mặt của cô nó to đùng đùng đúng không? Thì cái âm p với âm ch này là Xuân chưa bật hơi nên là kiểu lúc nghe thì nó âm tiếng Việt của nó hơi nhiều á. Cái accent tiếng Việt của nó hơi nhiều. Thứ hai nữa là bạn có một bạn nữa cũng có âm tờ với âm tờ chưa bật hơi.
Thôi để tí nó sẽ tìm lại sau. Tiếp theo là từ management thì âm cuối liên quan đến các phụ âm cuối, ví dụ như là từ service thì âm cuối của chúng mình vốn nó đã là âm sờ rồi, nên khi mà đọc thành số nhiều thì em phải đọc nó là services, hay là từ interface. Đấy, cái âm cuối của mình bị thiếu. Management cũng thế. Cái từ management thì không phải là em bị thiếu, mà là em đọc quá rõ đến mức mà giống như là nó đang có 4 âm, nhưng thực chất thì nó chỉ có 2 âm thôi. Nên là Xuân điện lại cho cô cái âm này, nó là âm đầu là âm ma này, mở là âm a, nhưng mà đọc lại là âm e, đúng không nhỉ? Nó là ma niche, âm cuối của cái âm đó là niche, management. Đấy, đọc chậm xong rồi sau đó là nối ba âm đó lại thì nó sẽ là management. Hoặc cái âm chữ em có thể đọc giảm xuống được, management. Xuân à, can you repeat? Management. Ừ, đấy, cái âm chữ em bật hơi lại cái âm chữ bằng cách đó là đọc âm chờ cho cô. Management. Không, gần giống thôi chứ nó không phải là âm chờ đâu. Âm chờ với âm chữ là hai âm giống nhau, đúng không nhỉ? Còn nếu như mà mình cảm thấy là khó khăn quá thì cái âm đó là mình có thể đọc nhẹ xuống, đừng đọc rõ quá. Đấy là cái lúc mà mình liệt kê một số các cái management ấy, thì nó bị rõ cái âm đấy ra thành 4 âm, cái từ đấy thành 4 âm. Và âm sờ nặng với sờ nhẹ là thi thoảng hơi nhầm này. Âm sờ với âm sờ ấy. Với lại có một phần mà Xuân cần phải chú ý là phần coordinate lực lượng khán giả tham gia vào câu trả lời của mình, câu hỏi của mình. Đó là nếu như mà em gọi cả một nhóm người mà không có ai nhé, thì em bốc luôn một người nào đó, hiểu không Xuân nhỉ? Cô thấy là có rất là nhiều câu hỏi mà Xuân đặt ra nhưng mà xong sau đó là không ai trả lời cả. Thế thì em cứ bốc thẳng một người nào đấy và em hỏi các bạn ấy cái câu, nhắc lại cái câu hỏi mà em vừa mới hỏi, hoặc là em paraphrase nó đi. Xuân có hiểu không? Tức là mình đã muốn là tăng cái tính tương tác của bài thuyết trình vào, lúc mà không có ai tham gia vào thì lúc đó là em phải chủ động quyết liệt lên. Nhìn chung thì phần của Xuân rất là tốt. Có phần âm, một số các cái nguyên âm với lại phụ âm thì vừa rồi cô nói rồi. Intonation chưa được gọi là lên xuống nhiều vì em đang đọc đúng các từ, nhưng mà gọi là chưa có lên xuống cho nên nó chưa hay thôi. Nhưng phần đấy ok, không sao vì cô vẫn hiểu. Ninh, sang phần của Ninh. Đó là Ninh sử dụng rất là nhiều các cái câu hỏi, mình gọi đó là rhetorical question. Tức là hỏi xong rồi sau đó là không có kiểu hỏi để đấy, xong rồi mình để điều hướng, chuyển hướng sang cái nội dung đó ấy. Thì cái phần đấy cũng nghĩ rằng là Ninh nên hỏi thẳng khán giả. Và phần đầu Ninh không biết có ngồi gần ai không, nhưng mà cũng nghe thấy có tiếng sửa bài, nên là lúc đấy mình cứ nói được một vài từ xong mình lại ngắt ngứ, lại bị kiểu chậm lại để gọi là nghe cái người đấy đọc nhắc, đúng không? Ninh trả lời thật lòng, không sao cả, nhưng mà cô chỉ đang hỏi thôi, đúng không? Thế thì cái phần đấy nhá, nó thực sự là nó không giúp cho em làm cho bài thuyết trình của mình trở nên hay hơn đâu, mà nó đang làm cho em trở nên quá là chú trọng về mặt âm và quên đi mất rằng là mình có một cái đặc điểm hoặc là một cái tiêu chí nữa cần phải chú ý vào, đó là fluency, tức là cái độ trôi chảy của bài. Thì độ trôi chảy của bài phần đầu của Ninh rất là tốt, nhưng mà đến lúc mà cô nghe thấy là em quên nhiều âm quá, em bắt đầu em bị thiếu tự tin. Thì thứ nhất là mình nghe bạn nhắc này, thứ hai đó là phần self correction, tức là kiểu em nói xong em cảm thấy là mình sai, xong mình lại phải sửa lại cái từ đấy một lần nữa, làm cho người nghe bị chú ý vào cái âm của cái từ đấy hơn. Là ở trước em nói cái gì, xong sau em lại sửa lại cái gì. Và self-correction là một trong những cái tiêu chí bị trừ điểm nhiều nhất ở trong speaking. Chúng mình nói sai không? Ok là cô bỏ qua đi. Ok,
tệ đi, coi như là cô cùng lắm cô để ý thì thôi, tí nữa cô nhắc lại và cô yêu cầu chúng mình gọi là đọc với sửa lại. Chứ còn self-correction là đáng lẽ trong bài speaking sẽ bị trừ điểm rất là nhiều. Ví dụ như là cái từ characteristic chẳng hạn, thì cô nghe thấy có bạn nhắc này xong lại đọc một lần rồi xong lại đọc lại lần nữa, thế là thành ra kiểu mình bị chú ý. Hay là từ advantages cũng thế, thiếu mất đuôi âm cuối. Rồi có một số các cái từ về mặt nguyên âm mà em cần phải chú ý này, đó là từ virtual. Thứ hai đó là từ curved, tức là cái Win 11 nó nâng cấp lên là nó có cái đường cong đúng không? Trông giống Mac đúng không? Mình có nói đến cái từ curved này không? Hay là cô nghe nhầm? Có không ạ? Curved, đấy, âm của mình đó là âm ơ dài. Rồi đến từ virtual cũng thế, âm ơ dài này thì cần phải để ý về nguyên âm. Nói chung là từ nào mà không chắc các bạn viết thẳng cái tiếng bồi đấy. Ví dụ như là chúng mình đọc là curved, đúng nhá? Thì cô viết là curve, ngày xưa học tiếng Anh như thế đấy, hồi cấp 1. Nhưng mà nếu như mà các bạn không viết được cái phiên âm bằng bảng IPA, các bạn hoàn toàn các bạn có thể viết như thế mà thôi. Nhìn vào cái bảng đấy thì chứng hiểu các bạn, nhưng miễn là các bạn đọc được. Thì đấy là bài của Ninh. Bài của Ninh có từ, ví dụ như là từ license nữa. Đấy, cái từ này. License không những là Ninh mà còn có cả bạn là Minh. Cũng đọc là cái gì, license cái gì đấy. I don't know. Từ này đọc là license nhá. License. Hay là target, mục tiêu. Em đọc là target. Tiếp theo là phần của Hùng. Pronunciation của Hùng ban đầu rất là tốt. Chunking khá là ổn. Chunking ở đây tức là cái đặc điểm là chúng ta ngắt nghỉ. Phần của Hùng ban đầu rất là tốt. Có cái từ cần phải chú ý đó là từ prominent. Nguyên âm của từ prominent và các âm cuối. Âm cuối hay là từ exclusive nữa. Exclusive là độc quyền đấy nhỉ. Thì cũng bị sai nguyên âm này. Integration nữa này. Rồi từ á, rồi Hùng. Hùng đọc lại cho cô từ bạn xem nào. Hùng quay hùng đâu rồi? Có em ạ. Xong rồi hùng thử nói là cái từ bạn tôi. Bạn you and me. À không phải friend đâu, you á. You. Từ you đấy bình thường không biết là Hùng có hay đọc thành cái từ you không, nhưng mà vừa rồi cô nghe thành có từ thành từ you đấy nha. Hùng nha. Một từ tưởng chừng đơn giản. Khi mà đọc ấy thì em đừng để cho hai cái răng của mình nó gần nhau. Khi mà đọc là you thì chỉ có môi của mình nó chuyển động thôi, you. Còn răng là cách nhau ra. Thì đọc nếu như mà gần nhau quá nó thành you á, đúng nhỉ? You. Đến phần của Minh. Minh có một đặc điểm là Minh fluency ban đầu rất tốt. Có cả paraphrase từ ở trong slide luôn, tức là không sử dụng lại từ trong slide mà em sử dụng một từ gì đó mà lồng nghĩa. Đấy là phần ban đầu. Và chúng mình phải chú ý là có một số bạn ở trong nhóm này bật mic lên rồi để cái điện thoại nó ở chế độ đó là có âm thanh, cho nên cô cứ nghe thấy tiếng chim minh suốt. Nên là lúc nào mà các bạn thuyết trình, những bạn nhóm sau rút kinh nghiệm đó là turn off the chiming sound of your phone please, để cô không bị mất tập trung nữa mà cô sẽ chỉ nghe lời của các bạn thôi. Nó kể cả là các bạn có thể để rung đường, nhưng mà đừng có để cái tiếng tinh tinh nó lên, bị mất tập trung. Thứ hai là các cái âm p, d và p, đây đúng rồi. Phần của Minh là những âm bật hơi này, âm t và âm d cũng cần phải chú ý. Tiếp theo là license và interface. Rồi cái lỗi này giống hệt với lại lỗi của Xuân đúng không? Về nguyên âm. Các từ ví dụ như là âm cuối của Minh thì lại khá là tốt. Ví dụ như là từ first, rồi last, âm sờ tờ ở cuối. Đưa ra các
ví dụ tốt, các ví dụ để mô tả. Ok, phần của mình rất là hay. Tiếp theo là Linh. Linh thì cô không đánh giá nhiều điểm về mặt âm được, nhưng mà có tương tác tốt, phần tương tác khá là linh hoạt và tự nhiên. Thế còn từ vựng thì chú ý cho cô là mình không nói là very accurate hay là very correct answer, kiểu nó đã đúng, nó đúng là đúng, chứ còn không có rất đúng và lại đúng bình thường, hiểu không? Tốt thì còn có tốt với rất tốt, đúng thì chỉ có accurate hoặc là correct, thế là xong, right or wrong, thế thôi. Nó chỉ có hoặc là không, chứ nó không có cái trường hợp nằm giữa giữa. Hay là phần từ vựng đấy thì mình sau này mình kiểu dùng nhiều ấy thì chắc là các bạn sẽ nhớ thôi. Thứ hai nữa là tiền tố multi. Multi chúng mình hay đọc là multi. Multi. Cộng một điểm cho phần của trả lời của tí nhỉ? Của Hùng đúng không? Hùng có ấy đúng không? À không phải cộng một điểm mà cộng điểm thôi. Rồi, chúng mình còn câu hỏi gì thắc mắc gì liên quan đến phần nhận xét nữa không? Nội dung thì nhìn chung là chúng mình đưa ra một cái bài thuyết trình rất là nhiều thông tin, nhưng mà cô vẫn muốn là chúng ta có thể đưa được những cái ví dụ, hoặc là chúng mình đi sâu vào một cái đối tượng nào nhiều hơn nữa, thay vì là nói rất nhiều nhiều bản phiên bản đối tượng. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Rồi, do you have any question? No? No, no. No. Ok, vậy bây giờ cô đọc điểm nhé. Bài hôm trước này là team số 5. Dung, Thùy Dung đúng không? Thùy Dung nghe rõ. Trả lời. Dạ vâng ạ. Thùy Dung hôm trước bài liên quan tới gì đấy, quên mất rồi. Brand đúng không? Company computer company là 8 điểm này. Chưa tính điểm cộng nhé. Tiếp theo là phần của Nga, ban đầu là cô cho Nga 7, sau đó cộng thêm 0,5 vì câu trả lời của Nga với câu hỏi là 7,5, 7,5. Tiếp theo là Dương, 7, Mạnh, 7,5 và Hoài Anh là 8,5. Không biết tại sao cho 8,5 nhưng mà chỉ nhớ là ghi thế. Chúng mình nghe thấy chưa? Rõ chưa? Đây là điểm của cô nhá. Chưa cộng điểm của chưa cộng điểm cộng. Và chưa tính điểm của lớp. Cô đọc điểm như thế để tí nữa các bạn tính hộ cô, xong các bạn đọc lại cho cô là được. Dung 8, Nga 7,5, Dương 7, Mạnh 7,5 và Hoài Anh 8,5. Bài của hôm nay đó là Thanh Xuân. Thanh Xuân 7,5. Ninh. Ninh là 7. Hùng là 7,5. À, Ninh 7,5, Hùng 7,5 đúng không? Nhớ nhầm. Minh 8 và Linh 7. Hai bạn à, hai nhóm này là nhóm 9 và nhóm 5 đều là hai nhóm gọi là gì nhỉ? Giơ tay xung phong để làm thuyết trình, cho nên mỗi nhóm các bạn cộng thêm một điểm. Tức là mỗi bạn cộng thêm một điểm. Vì thế cho nên là ví dụ như là Dung đang được 8 thì Dung sẽ lên thành 9. Nga là đang 7,5 đúng không? Thì sẽ lên thành 8,5. Dương thành 8, Mạnh thành 8,5, Hoài Anh thành 9,5. Đó, chúng mình tự cộng lên cho cô nhé. Sau đó là cái phần điểm của lớp, chắc là form chấm điểm nó chưa đầy đủ đâu. Cô sẽ gửi lại cái điểm của lớp cho các bạn ở trên Zalo để các bạn có thể tự tính điểm cho cô, sau đó gửi lại điểm cho cô, hoặc là
Đấy, nhưng mà nói chung là chúng mình tính thì cô cũng vẫn sẽ tính lại để xem nó có đúng không mà. Chúng mình có câu hỏi gì không? Có thắc mắc gì không? Buổi ngày hôm sau có ai thuyết trình không? Có ai giơ tay thuyết trình không? Trời, máy đờ. Oops. Máy bị đơ luôn rồi. Hello, chúng mình có nghe thấy cô nói không? Có ạ. Buổi sau buổi ra Tết hả cô? Hả? Buổi sau buổi ra Tết hả cô? Buổi sau nhóm 7 xin thuyết trình cô ạ. Nhóm 7 hả? Vâng ạ. Nhóm 7, chủ đề của nhóm 7 đấy là cái gì nhỉ? Để tôi xem lại. Nhóm 7 thuyết trình. Này, buổi sau có khi hai nhóm thuyết trình được đấy, chứ không để lâu lâu quá thì nó lại bị dồn vào cuối kỳ. Ví dụ như là hai nhóm đều có thể thuyết trình cùng một chủ đề nhé. Tầm khoảng cuối kỳ ấy, thì chúng mình spare thời gian ra để cô cho chúng mình xem la làm thử một số các cái đề mẫu để chúng mình còn chuẩn bị đi thi. Nhóm số 7 sẽ thuyết trình về online service and computer configuration. Còn nhóm nào đăng ký chủ đề này nữa không? Các bạn có thể chọn một cái chủ đề nhỏ hơn ở trong dịch vụ online này, hay cũng như là cấu hình của máy tính nhé. Ví dụ như là cấu hình của máy tính thì các bạn có thể phân tích sâu hơn. Cái này nó liên quan đến chuyên ngành của chúng mình. Các bạn có thể bẻ nhỏ nó ra và trong cấu hình của máy tính chỉ chọn một chủ đề nhỏ thôi để thuyết trình cho nó sâu. Hay ví dụ như là bài hôm nay thì Portable Computers and Operating System. Có thể là trong Operating System chúng ta có đến tận 3 cái đúng không? Nào là Windows, này, Mac OS hay là Linux. Thì chúng mình chỉ chọn về Windows thôi chẳng hạn. Và so sánh Windows 11 với lại Windows 10 sâu hơn. Đấy là cái gợi ý của cô. Còn phần Online Service và Computer Configuration, cái này tùy thuộc vào các bạn. Chúng mình chọn chủ đề xong, các bạn nhớ là gửi lại cho cô, làm slide cũng được, gửi lại cho cô để xem là nó có ok la không, hoặc là có cái chú ý gì không. Phần tiếp theo đó là phần reading to của cái bài Operating System này. Thì đối với lại phần Operating System, chúng mình cần phải thực hiện hai bài tập, đó là task number 16 và task number 17. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô cái bài này trong vòng... À, thôi bài này các bạn có thể để về nhà làm, sau đó cô gửi key. Nhưng mà bây giờ cô muốn là chúng mình dịch cho cô cái bài mà hôm trước chúng mình đọc, đó là Delete Keys Clipboard Technology. Vừa rồi vừa mới bảo là Hiếu đúng không? Dịch cái bài này. Hiếu sẵn sàng chưa hả Hiếu? Dạ, em sẵn sàng rồi. Đây. For the last generation, thì hôm trước cô yêu cầu chúng mình dịch cái phần There are two technologies at work. Hiếu có thể đọc cái đoạn này cho cả lớp nghe. Vâng. Có hai kỹ thuật hoạt động cho một chiếc máy tính bảng vẽ, hoặc gọi là máy tính bảng bút. Một cái cho phép dữ liệu thô được nhập vào máy tính, và cái còn lại cho phép máy tính hiểu được những cái dữ liệu đó. Và kỹ thuật đầu tiên thì phụ thuộc chủ yếu vào cái khả năng cảm ứng của một máy tính cụ thể. Trong một hệ thống máy được bán với cái tên GridPad, màn hình tinh thể lỏng của máy được phủ một lớp kính với một tấm dẫn điện trong suốt. Điện áp được truyền đi khắp mặt kính theo chiều dọc và ngang, tạo thành một mạng lưới. Tại mọi điểm trên cái mạng lưới thì điện áp khác nhau, nhưng mà với sai số rất nhỏ. Khi bút cảm ứng, về bản chất nó là một cái vô kế chạm vào màn hình, thì nó sẽ thông báo cho cái máy tính biết điện áp tại điểm đó. Máy tính dùng chính cái thông tin này để xác định xem là cái bút cảm ứng nó đang ở đâu, và tạo ra một cái điểm ảnh tinh thể lỏng ở những cái vị trí đó. Vị trí của bút cảm ứng được kiểm tra vài trăm lần mỗi giây. Mỗi khi mà bút cảm ứng di chuyển trên mặt kính thì một hàng điểm ảnh sẽ được kích hoạt. Chúng ta làm gì khi kết nối các điểm? Người tạo ra GridPad, Jeff Hawkins nói, người dùng có thể viết bất cứ thứ gì họ muốn trên màn hình với một loại mực điện tử. Hết rồi. Hết rồi. Đang giờ đọc hết. Ok, chúng mình có hiểu những gì mà hiểu gì không? Cái
nội dung vừa rồi ấy, thì cô thấy là chắc là chỉ có mỗi Hiếu hỏi thôi, đó là cái cụm đó là ending on. Thôi chúng mình có nhìn thấy cái cụm ending on này thì về nhà chúng mình dịch là gì? Ví dụ như là bài của ai? Bài của Quý Vũ chẳng hạn. Quý Vũ của Avatar Cute đấy. Quý Vũ. Quý Vũ về nhà dịch cái bài đấy là gì? Có cái cụm đấy là gì? Đọc cho cô thử xem cái đoạn mà vừa rồi em dịch thì nó như thế nào. Quý Vũ đâu rồi? Đây rồi. Đọc chậm thôi. Vừa nãy Hiếu bắn như bắn giáp. Cô phải nghĩ một lúc. Đâu rồi Hiếu? À nhầm, Vũ. Vũ. Bài này thì em chưa dịch cô ạ. Lại chưa dịch. Thế dịch bài trước chưa? Tôi quá hiền rồi đúng không? Cả lớp. Cô hiền quá rồi, cô chiều các bạn quá rồi. Ai chưa làm thì nhớ là về nhà làm đi nhá. Và đừng ném nó vào Google dịch, bởi vì Google dịch thì ok, nó cho chúng mình kết quả rất là nhanh đấy, nhưng mà nó không luyện cho chúng mình cái kỹ năng dịch. Thế là lúc mà các bạn đi thi thì các bạn sẽ gặp khó khăn. Bây giờ thà dịch gọi là gì, không hay dịch dở đi một tí thì cô chữa. Mỗi ngày cô bảo cô chữa. Bấm được 2-3 bài lên để đọc xem là mỗi một buổi chứ. Thì xong rồi sau đó là cô return lại bài cho các bạn xem, bài hôm đấy mà cô có nhận xét thì các bạn xem, còn nếu không thì thôi. Ví dụ như là hôm trước cô nhận xét được của bài của Hào với lại bài của Dương ấy, thì hai bạn có thể mở ra xem. Ngày hôm nay có 21 bạn đã làm trên tổng số 30 mấy. Thì cô nhờ Lan Anh à. Lan Anh có thể dịch cho cô cái đoạn vừa rồi mà Hiếu cũng dịch à. Thì Lan Anh dịch như thế nào? Hôm nay chuẩn bị ở nhà trước rồi, bây giờ chỉ có đọc lại thôi. Đọc lại, đọc phải trong kinh nhá, đọc phải ngắt nghỉ ra để cho cô hiểu, nếu các bạn hiểu. Vừa rồi Hiếu bắn giáp với kinh đấy Hiếu ạ. À. Em đi thi giáp Việt được rồi đấy. Em là... bị hồi hộp với cô, em bị cuốn. La Thị Lan Anh. Ai ở đầu, ngay đầu danh sách bị bốc lên luôn. Lan Anh đâu? Where's Lan Anh? Lan Anh đâu rồi? Lan Anh vứt máy, máy đấy đi đâu rồi? Rồi, bây giờ chúng mình nếu như mà không có dịch nữa, hay là họ gọi nốt một người nữa đi. Gọi nó mà không được thì chúng mình lại làm bài vậy. Diệu, Nguyễn Thị Diệu. Cô đã thấy Diệu nộp bài rồi. Dạ. Dạ dạ. Diệu, Diệu dịch cái đoạn này. Cái đoạn này nhỉ? Cô đợi em một tí. Alo, có nghe gì em nói không ạ? Hết đoạn này, này đúng không cô? Chỉ có đoạn, không cái đoạn về nhà mà Diệu đã dịch rồi ấy. Thì Diệu dịch cái câu đó là the first technology relies on. Đấy, cả cái đoạn mà cô đang để slide ở đây. Từ từ there to technologies cho tới slightly different. À vâng. The last or the first? Em dịch từ từ there to technologies đây này. Tại nhà em hơi ồn nên là em khó nghe. Ờ, cái đoạn số 3 ấy, đoạn số 3 của mình. There to technologies này này. Ờ, em thưa cô là chỗ có hai công nghệ đang hoạt động trong PC Clipboard. PC Clipboard dịch ra là cái gì? Trời.
Rồi ok, đoạn tiếp đi. One allows raw data. Một cho phép dữ liệu thô đi vào máy tính và công nghệ kia cho phép máy tính tìm ra ý nghĩa của dữ liệu đó. Công nghệ đầu tiên chủ yếu dựa vào sinh trên một máy tính cụ thể trong một hệ thống được bán trên thị trường tên Grid. Em vẫn chưa dịch được cái này của ạ. Tên nó ra thôi, nó là tên riêng mà, GridPad. Vâng, GridPad và màn hình LCD của máy tính được bao phủ. Rồi quên là LCD này là Liquid Crystal. Dạ vâng. Được bao phủ bởi một tấm kính có phủ một lớp phủ lớp có phủ lớp à có lớp phủ dẫn điện trong suốt. Điện áp được gửi qua kính theo các đường ngang và dọc tạo thành một lưới mịn tại bất kỳ điểm trên lưới điện áp hơi khác nhau. Ok, thế thì ở trong này thứ nhất là em phải chú ý vào cái từ the other. Cái từ the other này ở trong hai đối tượng đúng không? Cái đối tượng đầu tiên là em đã nhắc tới đó là one là một cái rồi. Thì suy ra the one của chúng mình, the other của chúng mình nó sẽ là cái còn lại. Vừa rồi em dịch là cái gì nhỉ? Cái khác à? Dạ vâng, em dịch là khác ạ. Thì nghĩa là cái từ the other của chúng mình bản chất là nghĩa của nó là cái còn lại luôn, nó là cái cuối cùng, cái còn lại duy nhất. Nên nó sẽ sử dụng đi kèm với lại giới từ nó là mạo từ, đó là mạo từ the. Còn nếu như mà mình nói đó là cái khác ấy thì mình sẽ nói là another là một cái khác, hoặc là others là những cái khác. Còn nếu như mà đã có từ the này, the other này thì nó sẽ là cái còn lại. Trong hai cái hoặc là trong ba cái, mình bốc ra hai cái rồi thì cái cuối cùng nó sẽ, cái thứ ba nó sẽ là cái còn lại. Thứ hai cần phải chú ý đó là cái cụm ending on này, đúng nhá. Vừa rồi chắc là mình cũng không biết nghĩa của nó là như thế nào, dịch như thế nào cho nó trôi chảy, nên là lên tạm Google xem thì nó vẫn dịch là đinh thôi đúng không? Vừa rồi Hiếu dịch cái cụm này là gì nhỉ Hiếu nhỉ? Em để là khả năng cảm ứng. Khả năng cảm ứng, ok. Nếu như mà chúng mình tra cái từ ding này này on ở trên Cambridge, từ điển Cambridge, thì chúng mình sẽ có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên đó là cái tiếng kêu của cái điện thoại của chúng mình, ding ding dong ấy, ding ding đấy. Thứ hai nó sẽ là cái khu vực mà bị gọi là bị phá hủy, bị damage, bị tác động đến. Thì cái từ ding này khi mà dịch ở trong ngữ cảnh của bài này và ở trong đoạn này thì chúng mình sẽ hiểu nó chính là cái khả năng hoặc là cái khu vực mà chúng ta có thể tác động bằng cái bút vào, nó chính là khu vực cảm ứng hoặc là khả năng cảm ứng cũng được. Ok, ở trên một cái máy tính bất kỳ thì cái từ ending on này, cái lúc mà chúng mình không có hiểu được nghĩa của nó là gì, đúng không, chúng mình có thể tạm thời là để đó. Hoặc là đôi khi ấy mà nếu mà chẳng may mà đi thi ấy, mà chúng mình không biết nó là cái gì ấy, chúng mình bỏ quách nó đi dịch cho nó mượt, chúng mình có thể để là công nghệ đầu tiên thì chủ yếu là dựa trên những cái máy tính cụ thể, được chưa nhỉ, ở trên một cái hệ thống ở trong cái hệ thống gì đấy. Thì cái đoạn là in one system cho tới từ slightly different này này, nó sẽ là thành phần hoặc là cái câu mà dùng để giải thích bổ nghĩa cho cái câu công nghệ đầu tiên, đó là hệ thống tiếp nhận các cái thông tin thô của chúng mình đấy. Ví dụ như câu đầu tiên của chúng mình được miêu tả giống như là câu luận điểm, thì cái câu the first technology relies principally on ding on gì gì đấy, nó sẽ là câu luận cứ. Và phần in one system cho tới slightly different này, nó sẽ là dẫn chứng, hay còn gọi đó là cái phần mà để chúng mình mà giải thích đấy. Thì sau khi mà các bạn đọc xong cái phần đằng sau, chúng mình quay lại thử xem ở vậy thì on ding on ở đây sẽ là gì. Chúng mình nhìn chung là cái bài dịch thì cô thấy rằng là sẽ có một số các cái cụm danh từ chúng mình cố gắng là làm sao lái cho nó gần giống với lại cái bài, cái chủ đề của chúng mình gặp. Nhưng cũng có một số bạn là cũng cứ để nguyên, ví dụ như là ở trong bài hôm trước thì có ví dụ như là từ commodity item. Chúng mình đã học cái từ commodity item rồi đúng không? Nó là cái mặt hàng. Nhưng mà ở trong cái câu đó thì chúng mình phải dịch đó là ở cái mặt hàng thông dụng chẳng hạn. Bởi vì lúc đó thì các cái hình như là các cái phần cứng hay những cái gì đã trở thành một mặt hàng thông dụng. Cho nên là tiền phần cứng, tiền mua phần cứng đã giảm xuống.
Thì cái lúc đấy chúng mình dịch nó giảm xuống bởi vì nó trở thành mặt hàng không phải là một cái dẫn chứng hoặc là không phải là một cái lý do, mà phải nói phải là mặt hàng thông dụng quá, nó được bán nhiều quá thì gọi là giá cả của nó mới giảm xuống, đúng không? Cái phần đấy chúng mình có thể thêm bớt là như thế nào đấy để cho làm câu nó sáng nghĩa hơn. Tương tự như vậy với lại câu on day on như thế này, cảm thấy là không dịch được thôi bỏ qua, không ghi là thả là ở trên một cái đinh của một cái máy tính cụ thể, không biết đinh là cái gì. Phần tiếp theo thì phần này nó có liên quan tới rất là nhiều các cái từ chuyên ngành của chúng mình, nào là cái gì nhỉ, bút cảm ứng các thứ này. Thì về nhà các bạn nhớ là làm cho cô đầy đủ bài tập của phần này và bài tập của phần reading to, viết về. Thế là cái bài reading số 2 là viết về operating system. Mà chúng mình vừa mới nghe thuyết trình về operating system rồi, chúng mình hiểu operating system nó là cái gì rồi. Thế nên là về nhà cái phần này các bạn có thể gọi là làm cho nó đủ thôi, chứ còn nội dung thì các bạn quá rõ rồi mấy cái này rồi. RAM là cái gì rồi, backup là gì, CD là gì. Về nhà làm bài tập cho cô nhé. Ủa hôm sau nhắc lại một lần nữa là thuyết trình thời gian giảm xuống cho cô, giảm xuống nữa cho cô nhá. Đừng có thuyết trình dài quá, nhưng ngày hôm nay lại mất tiếng trời, tiếng chỉ nghe thuyết trình. Rồi chúng mình còn câu hỏi gì nữa không? Về nhà.